Vụ thử nguyên tử của Bắc Hàn tạo phản đối ở Trung Cộng, tin từ Bắc Kinh. Hôm nay, chính phủ Trung Cộng đã lặp lại lời kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế, nói rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải nhằm mục đích giúp duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng ông Hồng Lợi trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh đã nói rằng Trung Cộng đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết đối với vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn và cho rằng các thảo luận của Hội đồng Bảo an nên nhắm vào ba mục tiêu, đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như ngăn chặn việc phổ biến vũ khí nguyên tử và mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phản ứng tương đối nhẹ nhàng của Trung Cộng đối với vụ thử hạt nhân bị rộng rãi lên án của Bắc Hàn, bày tỏ sự phản đối kiên quyết nhưng lại không đưa ra bất kỳ trừng phạt nào đã gây ra sự phản đối kịch liệt của các cư dân mạng Trung Quốc. Những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc đã cáo buộc phản ứng của chính quyền Bắc Kinh, gọi đó là một sự sỉ nhục cho Bắc Kinh. Một nhóm 8 người đã đi một bước xa hơn bằng cách xuống đường ở thành phố Quảng Châu ở miền nam của Trung Cộng vào ngày thứ Bảy để phản đối vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và việc Bắc Kinh đã không ngăn chặn việc này xảy ra. Video được quay bởi một trong những người biểu tình là ông Lưu Doan Đông cho thấy nhóm người diễn hành tới một công trường địa phương trong khi mang biểu ngữ viết hàng chữ phản đối ông Kim Chánh Ân tạo nguy cơ chiến tranh. Nhóm người tuần hành sau đó đã bị cảnh sát giải tán. Ông Lưu, một cư dân ở Quảng Châu, nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hỗ trợ các chế độ độc tài trên toàn thế giới. Chính mình cũng là một chế độ cai trị độc tài khủng khiếp và đã gây thiệt hại lớn cho đất nước. Nếu có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Bắc Hàn, thì người dân sẽ phải trả giá đắt. Theo ông Lưu cho biết, năm trong số những người biểu tình đã bị cảnh sát bắt đi để thẩm vấn và tất cả đã được thả 2 giờ sau đó. Bắc Hàn đã tiến hành vụ thử hạt nhân vào thứ Ba ngày 12 tháng 2, bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, để quốc gia này tiến xa hơn trên con đường phát triển một tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử, dẫn đến sự lên án từ khắp nơi trên thế giới. Các nhà phân tích cho rằng, vụ thử nguyên tử là một sự xấu hổ lớn đối với Trung Cộng, là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và là đồng minh kinh tế và ngoại giao duy nhất của Bắc Hàn. Bắc Kinh đã luôn miễn cưỡng ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn vì lo sợ điều này sẽ dẫn tới biến động tại quốc gia láng giềng, nơi mà khó dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.